Xe đứng sừng sững trên dốc. Đó, anh ta gồng lên đấy. Tài xế con ra buổi chiều nay được không? Cũng thơm thơm này. Mấy tập hai thằng đầu hồ nó chơi dê đi không được thôi. Mấy mũi thằng nọ thằng này đưa cái cơ. Đây, chúng tôi đang bóc nguồn giữa. Bạn xem keo không? Anh em bóc đầy nữa nè. Cầm lại xe, cầm lại cái khóa tụt á, khi lên dốc. Xe đẩy mất mâm á, trù quá nhiều á, sợ lên mấy cái dốc không nổi. Bây giờ vậy luôn không bỏ được, bỏ nó không cũng.
Do hồi nãy cái đầu nó túi nó còn xuống thì sao nữa thì coi được rồi, nói coi lại cũng theo của nó. Đó, có cái đài xe mà. Đấy là con cho con. Cho con có con ít nữa cái tình. Con kéo gần luôn. Đổ thôi, hồi nhiên này cả nha. Bể rồi, em cái nhánh cây thôi. Con nhỏ. Cho con. Con nhỏ. Cái cây súng lẹ chứ đó. Cái cây súng lẹ bỏ nó đi không bỏ không đỡ không rồi đi bữa nay kiếm như không còn sao thích không được cầm đó hai người dàn đủ cái thứ rồi mình xuống cái lá gì thích bỏ lên luôn cạo đó anh thuộc ở thân nghe nói cái này bỏ gì luôn á. Qua này thở lên cũng được. Đưa tay câu lên cho nó thắt cục lỗ này. Cái cục cho anh được rồi. Bắt bè cầm lại đó. Như cái lồ mà mày. Mất mầm. Bỏ gì bỏ ngang, con ngửi trong khẽ gì bỏ cười miết thôi. Cống cay. Chị trước đây, chị tắm rửa xuống ông đây, ông tự với con khẽ. Mẹ đứa không? Mẹ anh không, lên và cầm gì cho anh em lên. Bắt gót bự luôn nghe.